Thưa quý vị, bản nhạc sau đây có tên là Lỡ Làng. Bài thơ này, đây là một cái bài thơ của một thí sĩ có tên là Mây Ngàn. Nếu mà quý vị theo dõi trong các cái website đó, ở trên internet đó, quý vị có thể đã biết thí sĩ Mây Ngàn là ai. Bây giờ xin quý vị nghe Viễn Trình kể một vài cái chi tiết rất thú vị về ca sĩ nhạc thí sĩ Mây Ngàn. Thưa quý vị, thí sĩ Mây Ngàn là một bác sĩ y khoa tên là bác sĩ Bửu Châu, và ông ta là người Huế. Năm 2008 đó, thì bác sĩ Bửu Châu từ Huế gọi điện thoại cho anh Lê Phú và phải yêu cầu anh Lê Phú phải ra Huế để cùng nghe cái bản nhạc Lỡ Làng mà anh Phú đã phổ từ thơ của thí sĩ Mây Ngàn. Và thưa quý vị, anh Lê Phú năm 2008 đó, hay là chính gì đó, thì không có ra Huế được. Cho nên anh Phú mới kêu là thôi để sang năm tôi mới dịp mới ra Huế gặp anh. Thì thưa quý vị, rất tiếc là chỉ có mấy tháng sau là thí sĩ Mây Ngàn đã qua đời. Thưa quý vị, thì năm 2009 đúng là anh Lê Phú có ra Huế. Và lần này đó, anh Lê Phú đã đem theo cái bản nhạc Lỡ Làng và đến viếng mộ của thí sĩ Mây Ngàn. Và anh Phú đã cho chơi cái bản nhạc này ngay bên mộ của thí sĩ Mây Ngàn, cũng như là một cái sự tao ngộ người bên kia thế giới và người bên này. Mặc dầu người đã đi, người ở lại, nhưng mà đã chia sẻ với nhau qua những dòng nhạc, qua những cảm nghĩ, qua những cái âm hưởng của thi ca. Và thưa quý vị, ta vẫn ngỡ gặp nhau từ kiếp trước đến kiếp này vương vấn mãi không thôi. Thưa quý vị, đó là nội dung của nhạc phẩm Lỡ Làng, thơ của Mây Ngàn và do anh Lê Phú phổ nhạc. Và thưa quý vị, bản nhạc này sẽ được sự trình bày của ca sĩ Thanh Huệ. Xin mời quý vị một tràng pháo tay cho ca sĩ Thanh Huệ. Gặp em
từ kiếp trước đến kiếp này vươn vẫy mãi không thôi. Đến mê nào làm duyên phận lỡ rồi, em đó thật gành mà xa quá quá xa. Ta vẫn thấy vây nghe em cười nói, thương bên mình mà vơi vơi cắt ngay. Cuộc tình này thật mênh mông vô vàng, nhung nhớ dâng tràn đầy ánh mắt yêu thương. Yêu nhau ai mà không mơ ước, tình yêu kia sẽ nở với tháng ngày. Ước mơ nào chẳng vượt chút đắng cay. Một số tác phẩm của anh Lê Phú, nhưng Kim Ngân biết là ở trong này thì chắc cũng có một số người không biết anh Lê Phú là ai, phải không ạ? À? Cho nên hôm nay Kim Ngân được cái vinh dự để mời anh Lê Phú ra đây để trò chuyện cùng với để anh Lê Phú trò chuyện cùng với quý vị nha. Kim Ngân xin mời nhạc sĩ Lê Phú ạ. Where are you? Ở đây. Hôm nay anh Lê Phú nhìn nhìn ở trong cam ngoài kem đẹp trai quá phải không quý vị? Xin chào tất cả quý vị. Ok anh, rồi bây giờ câu đầu tiên nha, tại vì em biết là anh làm về điêu khắc nè, anh viết thơ, anh làm nhạc nè, thì anh điêu khắc thì mình gọi là điêu khắc gia phải không anh? Anh viết nhạc thì mình gọi là nhạc sĩ, anh viết thơ thì mình gọi là thi sĩ hả, phải không? Còn anh vẽ nữa chứ, anh vẽ thì mình gọi là họa sĩ phải không anh? Nhiều sĩ quá, không biết anh còn chữ sĩ nào nữa không? Hả? Và không biết là anh muốn em hoặc là muốn những người bạn bè thân quen của anh gọi anh là cái gì? Anh thích gọi anh sĩ nào? Trước hết đó thì cho mình cảm ơn hết tất cả các khán thính giả đến ngày hôm nay trong một cái bữa trời rất là mưa và lạnh mà tất cả quý vị cố gắng để đến hôm nay. Đó là một cái sự là vô cùng sung sướng đối với mình trong cái ngày ra mắt, vừa là CD vừa là cuộc triển lãm nữa. Và để trả lời cái câu của Kim Ngân, cái câu này mình nghe mình rất là thích đó. Có nhiều người thích là có nhiều người hỏi kêu ông là bằng điêu khắc gia, cái mình tới nhà một người bạn hỏi ông này là điêu khắc gia, ý trời ơi, từ nãy giờ tôi chờ một cái ông tóc bạc râu sồm đó. Cho nên mình thích nhất đó là được kêu là anh Lê Phú. Và mình rất là sợ, không phải có một số người kêu mình là chú Lê Phú mà có nhiều người còn kêu tới bác Lê Phú đó. Cho nên mình thấy kêu anh Lê Phú là mình cho là hay nhất. Vậy thì dễ cho em quá. Okay. Mà hình như từ đầu đến chương trình đến giờ em cũng gọi anh Lê Phú không hoài chị. Nếu vậy thì quá tốt rồi, thì vậy là quá vui. Ok anh, cái câu hỏi thứ hai thì cho em hỏi cái chủ đề hôm nay. Anh lấy cái chủ đề cho cái hôm nay để ra mắt CD là hồi tưởng, thì xin anh cho biết về cái ý nghĩa của chủ đề này, cũng như cho biết tại sao anh lại lấy cái chủ đề này để Cảm ơn Kim Ngân. Cách đây 3 năm mình có ra một cái cuộc triển lãm điêu khắc lấy tên là Hồi Tưởng. Thì lúc đó mình lấy cái tác phẩm Hồi Tưởng phía bên tay trái của mình, tức là mình muốn để những cái ý nghĩ của mình vào trong một cái tác phẩm như là một câu chuyện. Nhưng mà năm nay thì mình cũng lấy cái tên Hồi Tưởng, nhưng mà mình muốn đưa cái âm nhạc
để cho mình dễ hiểu hơn. Và cái khuôn mặt mà mình bỏ gọi là cái phù điêu đó, thì mình cho đó là một cái khuôn mặt hồi tưởng. Tại sao vậy? Là tại vì mình nghĩ đối với người tị nạn mình thì đến bây giờ cũng hơn 35 năm tại đây rồi, ai cũng có những cái nỗi thăng trầm, cho nên mình không thể giấu được qua cái khuôn mặt của mình. Thì trong khuôn mặt của mình có những nỗi vui buồn, hạnh phúc, không ai có thể che đậy được hết. Và đó chính là cuộc đời và thân phận. Nếu chúng ta không hồi tưởng, làm sao chúng ta biết cuộc đời và thân phận của ta, chúng ta thăng trầm như thế nào? Thì đó là cái ý nghĩa mà tôi lấy ngày hôm nay, là cái khuôn mặt đó không phải của tôi, mà khuôn mặt của tất cả các quý vị, là không có, chúng ta không có thể giấu được ở trên cái khuôn mặt của chúng ta. Mặc dù ai hỏi anh có vui không, đấy vui lắm, nhưng mà người ta nhìn sau cái ánh mắt mình, người ta biết liền thôi. Đó thì cái khuôn mặt mình chính là cái khuôn mặt cuộc đời và thân phận. Đó là cái ý nghĩa của ngày hôm nay đó. Quá hay, quá hay phải không quý vị? Quá hay. Dạ, dạ, và xin anh cho quý vị biết là đến nay thì không biết anh đã cho ra đời bao nhiêu tác phẩm rồi, và bao nhiêu ca khúc anh phổ từ thơ? Cái câu này hỏi thì mình cũng gắng trả lời là nếu mình làm tới bây giờ chắc cũng hơn 100 bản nhạc. Dạ. Và mình hòa âm rồi đó thì cũng trên 40 bài rồi. Và hầu hết thì mình phổ thơ nhiều hơn. Tại vì mình thấy nhiều các cái thi sĩ có cùng một cái tâm trạng giống như mình đó, khi họ diễn đạt, thì tại sao mình không dùng cái đó để mà mình sáng tác cho nó nhanh. Ok, bây giờ về tranh anh hả? Thì không biết về tranh thì anh đã có bao nhiêu tác phẩm rồi ạ? Về tranh đó thì mình nghĩ mình có đâu chắc trên 20 tác phẩm về tranh sơn dầu. Và hầu hết những cái tác phẩm của mình nó cũng có những cái câu chuyện bên trong đó. Còn ngoài ra thì mình phác họa rất là nhiều. Mà phác họa đây là có một số là phác họa, nhưng mà có một số là phác họa giống như là cái nháp để mình giữ chuẩn bị cho những cái đợt triển lãm tranh sắp tới. Thì mình cũng có cả trên cả trăm cái phác họa như vậy. Còn về điêu khắc thì sao anh có bao nhiêu điêu khắc thì phẩm? Mình nghĩ mình cũng có trên 50 tác phẩm. Và Kim Ngân được biết là anh cũng hình như anh cũng có đạt được một số giải thưởng phải không cho cái điêu khắc, thì xin anh cho biết về anh đã đạt những giải gì như thế nào. Thì thật sự đó là mình tham gia cũng không có đều đặn đối với các cái hội nghệ thuật của Úc. Thì mình cũng đã đạt được một cái giải nhất và ba cái giải gọi là giải danh dự. Rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Và em cũng chúc anh trong tương lai sẽ có nhiều cái tác phẩm cho người và cho đời nha. Và để lại chương trình Kim Ngân xin quý vị